Chương 381 tôi sẽ gọi mẹ tôi đi ăn cùng. Nguyễn Vũ Đồng há miệng định nói gì đó nhưng cô ta cũng không nói được câu nào. Mặc dù họ đã từng là vợ chồng trong 3 năm nhưng họ không có bất kỳ tình cảm nào. "Anh, quay lại để thăm tôi sao?" Một lúc sau Nguyễn Vũ Đồng mới nói. Người đàn ông trẻ tuổi ở bên cạnh còn tưởng rằng Nguyễn Vũ Đồng đang nói chuyện với anh ta. Ngay khi anh ta định mở miệng nói thì Lê Văn Vân đã thản nhiên trả lời, "Không phải tôi có chút chuyện riêng cần phải làm mà thôi cô tự lo làm tốt công việc của mình đi nguyễn vũ đồng nghiến răng và sau đó thì bầu không khí lại chìm vào im lặng rất nhanh sau đó thang máy đã đưa nguyễn vũ đồng tới tầng trệt cô ta mấp máy đôi môi rồi cắn răng nói hiện tại tôi đã đi làm và có công việc ổn định rồi bây giờ anh cũng đã đến giang thành vậy tối nay chúng ta đi ăn cơm đi tôi sẽ gọi mẹ tôi đi ăn cùng Người đàn ông trẻ tuổi đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào Nguyễn Vũ Đồng như muốn rớt tròng mắt ra. Audio điện tử võ tấn bền. Anh ta muốn theo đuổi Nguyễn Vũ Đồng, muốn hẹn cô ta đi ăn cơm còn khó như lên trời. Thế mà bây giờ Nguyễn Vũ Đồng lại đang chủ động hẹn Lê Văn Vân và còn muốn dẫn theo mẹ cô ta đi cùng nữa chứ. Về chuyện Nguyễn Vũ Đồng đã từng kết hôn thì cô ta không hề nói với bất cứ ai ở nơi làm việc biết cả vì điều này ảnh hưởng đến thị trường của chính Nguyễn Vũ Đồng. Chương 382, chúng ta phải làm gì bây giờ? Anh vừa bước vào văn phòng, Đỗ Thương Bắc lập tức đứng lên. Cả đêm qua ông ta đã không ngủ được, thoạt nhìn trông thật tiêu tụy. Cuối cùng cháu cũng tới rồi, Đỗ Thương Bắc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn thấy Lê Văn Vân đến, không biết tại sao mà trong lòng ông ta có một cảm giác an tâm không thể giải thích được. Mọi chuyện thế nào rồi, anh ta đã liên lạc với chú chưa? Lê Văn Vân hỏi kể từ cuộc gọi cuối cùng thì không có liên lạc lại nữa." Đỗ Thương Bắc nói. Lê Văn Vân trầm ngâm nói, "Bọn họ cũng không nói họ là ai cả à?" "Không, họ chỉ bảo chú hãy chuẩn bị cho tốt cái xương kia thôi." Đỗ Thương Bắc thở dài, đồng thời tháo một vật trang sức trên cổ xuống. Trên đó có một vật màu trắng rơi ra, trông hơi giống răng nanh và cũng hơi giống bạch ngọc. "Đây có phải là cái xương kia không?" Lê Văn Vân hỏi. Đỗ Thương Bắc gật đầu và nói, "Ừ." Đây là thứ mà tổ tiên chúng tôi đã truyền từ đời này sang đời khác." "Chú bằng lòng lấy nó ra không?" Lê Văn Vân lại hỏi. "Chắc chắn rồi, chỉ cần Tịch Tịch có thể an toàn trở về thì ngay cả tập đoàn Cường Thịnh chú cũng có thể tặng đi chứ đừng nói là chỉ mỗi cái xương này." Đỗ Thương Bắc cười nhạt và vẻ mặt đầy vẻ lo lắng. Lê Văn Vân cầm lấy khúc xương, vừa cầm trong tay anh liền choáng váng, lúc này anh cảm thấy máu trong người như đang sôi trào chính xác là năng lượng trong cơ thể anh đang dâng trào mạnh mẽ cái xương ở trong tay anh cũng giống như hướng vào cơ thể anh mà tuôn ra năng lượng vậy hả sắc mặt lê văn vân khẽ chuyển động anh nhìn cái xương này rõ ràng cái xương này không phải loại xương thường cái xương này của chú có nguồn gốc như thế nào vậy lê văn vân hỏi đỗ thương bắc lắc đầu nói chú cũng không biết dù sao cũng là truyền lại từ đời này sang đời khác tên của nó là xương rồng là đồ gia truyền dường như ông ta cũng không biết nguồn gốc của cái xương này trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt chúng ta phải làm gì bây giờ đỗ thương bác lo lắng hỏi lê văn vân thở dài nói nói không có chút manh mối nào vì bọn họ đã chủ động liên lạc với chú nên chắc chắn sẽ liên hệ với chú lần thứ hai để lấy cái xương này đến lúc đó cháu sẽ đi giao cái xương này cho họ trên mặt đỗ thương bác lộ ra vẻ lo lắng nói, tịch tịch xinh đẹp như vậy nên chú lo lắng đám xúc sinh đó sẽ gây rắc rối cho con bé. chương 383 Đúng rồi, tôi biết ông có quen biết với người của người gác đêm nên ông đừng hòng dở trò bịp bợm ở đây nghe chưa? Người trên điện thoại lại nói tiếp, nếu như tôi tìm ra một chút manh mối nào dù là nhỏ nhất thì con gái của ông sẽ bị tội cưỡng hiếp trước rồi giết chết sau. Có hiểu chưa? Không, tôi nhất định sẽ không làm như vậy đâu đỗ thương bắc vội vàng nói sau khi nói xong thì ông ta cúp điện thoại lê văn vân đứng bên cạnh nên đương nhiên anh đã nghe thấy tất cả những gì người đàn ông kia nói trên điện thoại để cháu đi cho lê văn vân thở ra rồi cầm lấy cái xương kia lên đỗ thương bắc gật đầu rồi sau đó ông ta quỳ xuống với lê văn vân chú đỗ chú làm gì vậy lê văn vân vội vàng nói đỗ thương bắc già nua nói trong nước mắt lê văn vân chú cầu xin cháu Tịch tịch là trái tim của chú, chú rất sợ con bé sẽ xảy ra chuyện, dù chỉ là một tai nạn nhỏ nhất. Cho nên nhất định cháu phải giúp chú đưa con bé trở về an toàn. Lê Văn Vân cười, anh thở phào nhẹ nhõm, cháu không biết đối phương là ai, bởi vì họ đến quá nhanh. Cháu lại không thể mang theo vũ khí của mình, nhưng cháu có thể hứa với chú rằng tịch tịch là bạn của cháu nên dù có chết thì cháu cũng sẽ chết trước cô ấy. Đỗ thường bác lau nước mắt nói, chú biết năng lực của cháu, chú cũng tin tưởng cháu. Đưa chìa khóa xe cho cháu, Lê Văn Vân nói. Đỗ Thương Bắc vội vàng gật đầu. Lê Văn Vân lấy chìa khóa xe rồi lái xe về phía Tây Sơn. Tây Sơn là một nơi tương đối ít dân cư, ban đầu ở đây có một khu du lịch được xây dựng, có một công viên đã được xây dựng lên nhưng sau khi xây dựng được nửa chừng thì không biết vì nguyên nhân gì đã dừng lại. Trên đỉnh núi Tây Sơn có một ngôi chùa bỏ hoang, tương truyền rằng nó rất linh nghiệm, thỉnh thoảng vẫn có người lên cúng bái hay làm gì đó nhưng trước đây lê văn vân chưa bao giờ đến đó anh lái xe ra khỏi giang thành và đi thẳng đến tây sơn anh dừng lại gần tây sơn và dò hỏi người dân địa phương sau khi anh bỏ ra một ít tiền thì anh đã tìm thấy một người dẫn đường anh ta nhanh chóng dẫn anh đi tới trước một con đường nhỏ lên tây sơn chỉ chỉ vào bên trong nói anh cứ đi thẳng theo con đường này lên đó chính là ngôi chùa bỏ hoang cảm ơn lê văn vân cười với anh ta anh khóa xe và đi dọc theo con đường hướng lên núi. Anh không vội vàng đi lên, mà chỉ giống như một người bình thường, từ từ chậm rãi đi về phía đó. Chương 384 may mà cô ấy không bị làm nhục. Bùi Ninh Tùng càng nói chuyện một cách bình tĩnh thì cô ấy càng cảm thấy sợ hãi. Cô ấy trốn trong góc chùa và cuộn tròn lại mình thành một quả bóng, đáng thương và bất lực. Tút tút tút. Đúng lúc này, điện thoại di động của Bùi Ninh Tùng đổ chuông. Sau khi kết nối, ông ta cười và nói, "Cô yên tâm đi, bố của cô đã cử người đến để giao cái xương rồi. Sau khi lấy được nó thì tôi sẽ thả cô đi ngay. Tôi không phải là một con quái vật gì, tại sao cô lại sợ tôi như vậy chứ?" Giữa núi rừng, xe không cách nào đi về phía trước, tốc độ đi bộ Lê Văn Vân đi phía trước rất chậm. Anh nhìn giống như một người bình thường trong thành phố vậy, rất ít đi đường núi, mỗi bước đi đều dè dặt cẩn thận. Nhưng mà có hơi vội vàng, đại khái qua được nửa tưởng đồng hồ, anh nhìn thấy một ngôi chùa đổ nát ở phía xa. Lê Văn Vân thở một hơi dài, giả bộ vô cùng mệt đang thở dốc. Nhưng trong tại của anh đã nghe được tiếng hít thở cực kỳ dài. Trong lòng anh không kiềm được khẽ trầm xuống. Hơi thở dài này chứng minh hai người này đều là cao thủ vô cùng lợi hại, ít nhất cũng là ở trên đỉnh trí. Điều này khiến trong lòng Lê Văn Vân khẽ lo lắng. Không Nguyệt bây giờ toàn là cao thủ hoa hồng đỏ thì đang ở chỗ khác mà lúc này lại xuất hiện hai người nữa lê văn vân thậm chí còn có chút hoài nghi không phải là người của hồng nguyệt anh thở ra một hơi không nghĩ thêm sau đó anh chạy thẳng đến ngôi chùa sau khi đi vào cửa anh liền nhìn thấy đỗ tịch tịch ở góc tường cả người run lẩy bẩy vô cùng nhếch nhác nhìn thấy dáng vẻ của đỗ tịch tịch trong lòng lê văn vân không kiềm được đau lòng không thôi một cô gái đối với người khác lạnh lùng sau khi quen thuộc thì trở nên hoạt bát lanh lợi bây giờ lại mất hồn nhếch nhác ngồi trong góc tường. May mà cô ấy không bị làm nhục. Lê Văn Vân nhìn thấy ánh mắt của hai người khác cách đó không xa, trong lòng anh bỗng chốc trở nên tức giận tột độ. Ra tay với đỗ tịch tịch lại là hai người này. chương 385, mang đồ đến chưa? Cô cuối cùng cũng chỉ là một cô gái, hơn nữa là một cô gái vô cùng bình thường, khác với những cô gái như Trần Hiểu Nguyệt. Trần Hiểu Nguyệt đã được rèn luyện, còn Đỗ Tịch Tịch từ đầu đến cuối chỉ là một cô gái xinh đẹp bình thường. Đối diện với Bùi nghinh Tùng và Ánh Tử, một đám người cao thủ đỉnh cao của thế giới có thể im hơi lặng tiếng đưa cô đến nơi này. Cô ấy thật sự cảm thấy trước mặt bọn họ thì bản thân không có bất cứ năng lực gì, quá nhỏ bé rồi. Nghe được âm thanh dịu dàng của Lê Văn Vân, cô ấy ngẩn ngơ, sau đó khóe mắt trở nên đỏ hoe. Không. A, à, Lê Văn Vân, Lê Văn Vân. Tiếp theo đó cô ấy giống như nhìn thấy một tia hy vọng, cảm xúc bỗng chốc sụp đổ, nhào vào lòng Lê Văn Vân và ôm anh. Bùi Nghênh Tùng vẫn ngồi ở bên kia, ảnh tử đứng cạnh ông ta. Bùi Nghênh Tùng cười híp mắt, ảnh tử đeo kính dâm, khuôn mặt vẫn lạnh lùng như cũ, không có chút biểu cảm nào. Bọn họ không có làm phiền Đỗ Tịch Tịch và Lê Văn Vân. Cứ nhìn bọn họ như vậy. Đừng khóc, đừng khóc, tôi đưa cô về nhà. Lê Văn Vân dìu vai của Đỗ Tịch Tịch, đẩy cô ấy ra sau đó cười với Đỗ Tịch Tịch. Nước mắt của Đỗ Tịch Tịch vẫn rơi xuống, nhưng nhìn thấy Lê Văn Vân, cảm xúc rối loạn của cô ấy dần dần hồi phục, một cảm giác an toàn dần dần lan tỏa khắp nội tâm. Bốp bốp bốp. Vào đúng lúc này, bên cạnh, một âm thanh vỗ tay vang lên, đồng thời âm thanh của Bùi Ninh Tùng cũng vang lên nói, "Hay cho một đôi tình nhân. Không quá xứng đôi, tôi cảm thấy cô gái này với đứa cháu đã chết của tôi khá xứng đôi đó." Nó chết không lâu, cũng là chết ở giang thành của các người, bây giờ hài cốt còn không biết ở nơi nào. Lê Văn Vân quay người lại, bảo vệ đỗ tịch tịch ở phía sau mình, cảnh giác nhìn về bùi nginh tùng và ảnh tử. Đây không phải là anh giả vờ. Hai người bùi nginh tùng và ảnh tử thật sự khó chiến đấu, nhưng Lê Văn Vân cũng không sợ hãi. Nhưng bây giờ Lê Văn Vân không có đau, hơn nữa còn phải suy nghĩ đến đỗ tịch tịch, vì vậy anh thật sự có hơi kiêng rè, anh cũng không biết Bùi Nghinh Tùng sẽ làm ra được chuyện gì. Mang đồ đến chưa? Bùi Nghinh Tùng nhìn Lê Văn Vân hỏi. Mang đến rồi, Lê Văn Vân nói, trong túi móc ra một mảnh xương, khẽ mở ra, mặt dây truyền lơ lửng trong không khí. Audio điện tử võ tấn bền. chương 386, không có đường lui, giết. Ảnh tử mặc áo vest dày ra đứng kế bên ông ta từng bước từng bước đi về phía Lê Văn Vân, dưới kính dâm, khóe miệng của anh ta khẽ nhếch lên, anh ta từng bước từng đến bên cạnh Lê Văn Vân. Trên khuôn mặt của Lê Văn Vân, căng thẳng đổ mấy giọt mồ hôi. "Lê Văn Vân, tôi cầu xin anh đó, đừng lo cho tôi mau chạy đi." Đỗ Tịch Tịch nói. Ảnh tử đi đến phía trước mặt Lê Văn Vân, anh ta dương mắt cao ngạo nhìn Lê Văn Vân, nụ cười đắc ý ở khóe miệng càng sâu hơn. Anh ta không có vội vàng ra tay, dường như đang hưởng thụ cảm giác biểu cảm vật lộn của vật săn trong tình cảnh khốn đốn. Lê Văn Vân cũng thỏa mãn anh ta cũng đi về phía với ảnh tử trong ảnh mắt của anh sự kinh sợ ngày càng hiện lên rõ tay của anh nắm chặt cục xương lạnh lẽo mà cứng nhắc vào đúng lúc này không ngừng dung hợp vào trong cơ thể của anh ảnh tử cầm tay của Lê Văn Vân nhấc tay của Lê Văn Vân lên sau đó bẻ từng ngón tay ra ha à, vào đúng lúc này anh ta cũng cảm thấy không đúng lúc ngón tay của Lê Văn Vân được mở ra trên cổ tay của anh chỉ còn lại một sợi dây cục xương đó không biết tại sao biến mất không thấy rồi đồng thời sắc mặt sợ hãi của lê văn vân hoàn toàn biến mất bên tại của ảnh tử âm thanh của lê văn vân vang lên vì mọi thứ đang hô hấp dưới kính dâm của ảnh tử đồng tử co rút lại anh ta muốn nhanh chóng đi ra nhưng đã đi đến khoảng cách như này lê văn vân làm sao có thể cho anh ta cơ hội này cục xương đó dung hợp vào trong cơ thể của lê văn vân vào khoảnh khắc này Lê Văn Vân vẫn luôn kiềm chế chân khí, đột nhiên bùng phát ra. Boom, Tây trang của ảnh tử vào khoảnh khắc này bị bung ra. Anh ta cảm thấy bụng của bản thân mình, đan điền dường như bị tấn công vậy. Một đấm mạnh mẽ dứt khoát của Lê Văn Vân, ở điều kiện khoảng cách như này, anh ta căn bản không có bất cứ lực phản kháng nào. Cả người bị đánh bay, bay ra ngoài ngôi chùa. Nụ cười của Bùi Nghinh Tùng đông cứng lại trên mặt. Chương 387, cậu là ai? đòn đánh lén của ánh tử căn bản không có bất cứ cơ hội nào cả người trực tiếp bay ra ngoài phía sau đô tịch tịch nhìn lê văn vân cô ấy hoàn toàn ngơ ngác rồi lê văn vân lại lịch thần bí cô ấy vẫn luôn tò mò lê văn vân là gì cô ấy cũng rất tò mò về người gác đêm mà lúc trước lê văn vân nhắc đến là gì cô ấy đã lên mạng tra các loại tài liệu khác nhau nhưng không có tra ra được kết quả cho đến hôm qua cô ấy bị ảnh tử và bùi ninh tùng bắt đi lần đầu tiên cô ấy tiếp xúc với người trong thế giới ngầm. Và cho đến khi lúc nãy, Lê Văn Vân thể hiện ra một màn vô cùng phi phàm. Cô ấy cuối cùng cũng biết tại sao bố mẹ của cô lại đối với Lê Văn Vân vô cùng cung kính, coi như cô cũng biết Lê Văn Vân vì sao có được thẻ kim cương có quyền hạn cao nhất của ngân hàng Tân Hải. Lê Văn Vân và hai người ngày hôm qua giống như nhau đều không phải là người bình thường. Cậu là ai? Bùi nghênh thùng sốt sắng, ông ta đột nhiên đứng lên. Năng lực mà lúc nãy Lê Văn Vân bộc phát ra khiến ông ta cảm nhận được sự sợ hãi. Cậu rốt cuộc là Lữ Dương hay là ai? Bùi Ninh Tùng kinh ngạc nói, không, Lữ Dương không thể nào có năng lực như vậy. Cậu có phải là người gác đêm số một thần bí đó? Lê Văn Vân không có trả lời ông ta, cả người anh giống như dây pháo vậy, lao nhanh về phía Bùi Ninh Tùng, đồng thời hét lên, Bùi Ninh Tùng. Tôi cho rằng ông làm con rùa rụt cổ nhiều năm, không ngờ ông dám chủ động ra tay, Tính mạng của Đường Đường đã đến lúc ông phải trả rồi. Bùi Ninh Tùng nghe đến lời này, sắc mặt thay đổi nhanh chóng, kinh ngạc nói, cậu là số 0, Lê Văn Vân. Đúng vậy, lúc nãy ông ta nghe được xưng hô của Đỗ Tịch Tịch với Lê Văn Vân. Ông ta cũng biết người gác đêm số không tên là Lê Văn Vân, nhưng ông ta không có liên hệ Lê Văn Vân bây giờ và người gác đêm số không lại với nhau. Chương 388 ông ta hành sự vẫn luôn cẩn thận như vậy. Trong 3 năm tiếp theo, lê văn vân hoàn toàn mất tích không có bất cứ tin tức gì cho dù quay lại người gác đêm cũng hoàn toàn phong ấn kỹ tin tức của lê văn vân những người của hồng nguyệt biết thân phận của lê văn vân ngoại trừ hoa hồng đỏ ra những người khác đều chết hết ông ta cho rằng an toàn rồi có thể ra ngoài hoạt động rồi cháu ông ta bị giết ở giang thành xương cốt không tìm được vì cục xương trong tay đỗ thương bắc ông ta dẫn ảnh tử đi đến giang thành sau đó bọn họ gặp được lê văn vân quá xui xẻo rồi quá xui xẻo rồi sự sợ hãi đối với lê văn vân thậm chí bên cạnh lê văn vân không có đạo ông ta đến cả dục vọng chiến đấu cũng không có ông ta chỉ có một cách nghĩ đó chính là mau chạy đi chạy được thì chạy chạy đi trốn nếu như không phải là phương cách cuối cùng cũng sẽ không bao giờ ra ngoài nữa cả người ông ta nhanh chóng lùi về phía sau lê văn vân làm sao dễ dàng buông tha cho ông ta nhưng mà vào đúng lúc này một bóng đen từ ngoài cửa đột nhiên bay vào trong môi chùa, là ảnh tử người lúc nãy bị Lê Văn Vân đánh một quyền bay ra ngoài. Anh ta lần nữa sông lên, cho dù cả người mang trọng thương, nhưng mà vẫn không lựa chọn chạy trốn, dường như Bùi Nghinh Tùng chính là tính mạng của anh ta vậy. Anh ta không có công về Lê Văn Vân mà là hướng về phía Đỗ Tịch Tịch, muốn dùng Đỗ Tịch Tịch để rời lực tấn công của anh. Muốn chết, Lê Văn Vân hừ lạnh một tiếng, anh buông Bùi Nghinh Tùng ra quay người lại một bước bay lên cao, ở trên không trung đạp một cước lên người ảnh tử. Bum! Ảnh tử lại bị một cước bay ra ngoài, nhưng anh ta quả thật đã để cho Bùi Nguyên Tùng có thời gian chạy thoát, tốc độ của Bùi Nguyên Tùng cực nhanh. Thân là thủ lĩnh của Hồng Nguyệt, bản thân của ông ta cũng vô cùng lợi hại, ông ta chạy nhanh ra ngoài, bắt lấy ảnh tử đang bay ra, sau đó nhanh chóng chạy xuống núi. Lê Văn Vân xoay người chạy đến bên cạnh Đỗ Tịch Tịch, trong ánh mắt kinh hãi của Đỗ Tịch Tịch, anh nắm lấy eo của Đỗ Tịch Tịch, vội vàng ra khỏi chùa. Anh đợi Bùi Ninh Tùng hiện thân đã đợi bao nhiêu năm nay rồi, lần này đương nhiên không có lý do gì để cho ông ta chạy trốn. Chương 389 nhưng mà nhiều hơn đó chính là tò mò. Lê Văn Vân quay đầu nhìn về phía Đỗ Tịch Tịch cười cười, sau đó cởi áo ngoài mình xuống, quỳ nửa người nói, "Leo lên lưng tôi." Đỗ Tịch Tịch vội vàng gật đầu, leo lên lưng Lê Văn Vân. Lê Văn Vân dùng quần áo cột anh và Đỗ Tịch Tịch lại sau đó nói, "Phải nắm chặt tôi, đừng có buông tay sau đó. Nhắm mắt lại, đừng có mở mắt ra." Đỗ Tịch Tịch ngoan ngoãn nói, "Tôi nhắm mắt rồi." Giọng nói của cô ấy vừa dứt xuống liền cảm thấy Lê Văn Vân bắt đầu động thủ, tiếng gió thổi phù phù bên tay cô ấy, tiếp theo đó cô ấy nghe được âm thanh thảm thiết. Trong số đám người Hồng Nguyệt này có hai người là át thủ Kim Bài, những người khác đều là sát thủ thẻ đỏ gần 30 người, đội hình này cũng quá phô trương rồi. Nhưng mà đối diện Lê Văn Vân, một Lê Văn Vân lúc nãy vừa dung hợp được khúc xương thần bí, bọn họ khó mà đánh bại. Trong tại của đỗ tịch tịch có vô số tiếng rên la vang lên. Thỉnh thoảng, cô ấy cảm thấy có chút chất lỏng ấm nóng tạt vào mặt, mang theo mùi vị của máu tươi, trong lòng cô ấy đại khái có thể đoán được là gì, trong lòng cô ấy có chút sợ hãi. Nhưng mà nhiều hơn đó chính là tò mò. Cô ấy muốn mở mắt xem xem, bên ngoài rốt cuộc phát sinh ra chuyện gì, nhưng cô ấy không dám. Cô ấy là người lớn lên trong thời đại hòa bình, không biết thế giới ngầm, cũng chưa từng gặp qua sát thủ. Trong lòng cô ấy đại khái biết được bây giờ Lê Văn Vân đang làm gì, nên cô ấy mới không dám mở mắt nhìn, chỉ có thể ngoan ngoan nhắm mắt, bám chặt lấy Lê Văn Vân. Dần dần âm thanh thảm thiết càng ngày càng nhỏ, đến một lúc sau cô ấy cảm thấy Lê Văn Vân dừng lại rồi. Tôi, tôi có thể mở mắt ra không?" Cô ta mở miệng nói. "Cứ nhắm đi, tôi kêu cô mở thì cô hãy mở." Âm thanh ra Lê Văn Vân vang lên bên tai cô. Sau đó, cô ấy cảm thấy Lê Văn Vân đang đi, tốc độ không quá nhanh dường như đang xuống núi. Chương 390, anh, anh không có lừa tôi chứ? Trên đường đi, một chiếc xe màu đen đang chậm chậm đi về phía trước. Ngồi ở ghế lái, người lái xe đang cởi trần ngồi ở ghế lái phụ có một cô gái dung mạo xinh đẹp nhưng mà lúc này gương mặt cô gái đang ửng đỏ cô ấy cắn môi của mình nhìn phong cảnh ngoài cửa xe lúc nãy cô ấy không biết tại sao hoặc có lẽ do cảm xúc quá dâng trào không kiềm được liền hôn anh không khí trong xe có chút ngượng ngùng lê văn vân ho một cái nói cô lúc trước không phải tò mò người gác đêm số không là gì sao không phải tò mò tôi làm sao cứu được bố cô bây giờ tôi có thể trả lời cô rồi những chuyện này Lê Văn Vân vốn dĩ không muốn nói với người bình thường, sự tồn tại của. Người gác đêm, vốn dĩ là một bí mật lớn. Nhưng mà bây giờ Đỗ Tịch Tịch trải qua những chuyện này cũng nghe được Hồng Nguyệt, cũng nghe được chuyện mà Lê Văn Vân gọi điện thoại kêu người đến xử lý hiện trường. Cô ấy cũng biết những thứ này, tiếp xúc những thứ này, Lê Văn Vân nói với cô ấy cũng được. Chỉ là Lê Văn Vân chuyển chủ đề có hơi cứng nhắc. Đỗ Tịch Tịch vội vàng quay đầu lại, tò mò nhìn về phía Lê Văn Vân trên thực tế cô ấy đối với mọi thứ đều là vô cùng tò mò tò mò về lại lịch của lê văn vân tò mò tất cả về lê văn vân không biết bắt đầu từ lúc nào sự tò mò cô ấy dành cho lê văn vân đã biến thành việc muốn hiểu rõ về anh lê văn vân vội vàng gật đầu nói cô cũng biết lúc trước tôi ở lâm hải bị mấy người lê trung hằng hãm hại sau đó vào tù lúc đầu vốn dĩ tôi đã tuyệt vọng dù sao lúc đầu bị phán vô cùng nghiêm trọng sau đó lúc vào tù có một lão đầu nhếch nhác tìm tôi, hỏi tôi có bằng lòng đi với ông ta không, ông ta nói có thể đưa tôi ra khỏi tù. Lê Văn Vân nói chuyện một cách thoải mái, anh giải thích những gì mình đã trải qua khi nhập cảnh vào người gác đêm, và sau đó giới thiệu về người gác đêm, tất nhiên những thứ quan trọng anh vẫn không thể nói rõ được. Lúc nghe Lê Văn Vân nói, Đỗ Tịch Tịch vẫn có hơi khó tin. Cho đến khi Lê Văn Vân nói xong, cô ấy mới bất chợt nói anh. Anh không có lừa tôi chứ xem cô nói kia, tôi giống như loại người lừa dối người khác sao? Lê Văn Vân cong miệng nói. Hứ, lần trước anh và Hoàng Thi Kỳ nói cho tôi người gác đêm là bảo vệ, còn nói không thích lừa người khác. Đỗ tịch tịch chun mũi. Lê Văn Vân đột nhiên cười lớn, ai, sự tồn tại của chúng tôi càng ít người biết càng tốt, lúc đầu cứu bố cô, bố cô mới biết được, sau đó thẻ kim cương của ngân hàng Tân Hải của tôi, cũng là do cứu được ông chủ phía sau ngân hàng Tân Hải mới có được đó. Đỗ Tịch Tịch im lặng một lát, sau đó cô ta nhìn Lê Văn Vân nói, gia nhập vào người gác đêm có điều kiện gì không? "Đừng đùa." Lê Văn Vân nói, "Người gác đêm vô cùng cực khổ, đặc biệt là lúc mới vào. Hơn nữa cho dù trải qua được thời kỳ đầu, sau đó cũng phải gia nhập tiểu đội chấp hành nhiệm vụ, không cẩn thận chút thôi có thể bị chém chết. Cô vẫn nên giữ bí mật này, ở trong thành phố, sống cuộc sống hạnh phúc đi. Lúc nãy anh cũng nói rồi, Hiểu Nguyệt cũng đi rồi, tôi cũng có thể" tôi với cô ấy là bạn vô cùng thân thiết, tôi phải đi tìm cô ấy. Đỗ tịch tịch kiên chỉ nói. Audio điện tử võ tấn bền. chương 391, được, tôi đi liên lạc. Dìu đỗ thương bác ngồi xuống, đỗ thương bác nhìn Lê Văn Vân nói, chú thật sự không biết làm sao cảm ơn cháu, cũng không biết lấy gì cảm ơn, không bằng. Sao tịch tịch cho cháu, cháu cưới tịch tịch, thế nào? Lê Văn Vân, e hèm, nghĩ đến nụ hôn trước xe của Đỗ Tịch Tịch, Lê Văn Vân có chút xấu hổ nhìn Đỗ Thương Bắc nói, chú Đỗ, nói thật nếu như nói xứng đôi, Đỗ Tịch Tịch ở cùng cháu sẽ không phải chịu khổ, nhưng mà... Chú cũng biết thân phận của cháu, biết cháu là người nào, biết cháu phải đối mặt với nguy hiểm thế nào. Có lẽ ngày mai, cháu vì chấp hành nhiệm vụ mà bị người khác chém chết, Lê Văn Vân nói. Đỗ Thương Bắc liền nói, vậy chú liền giao tịch tịch cho người gác đêm, con bé còn trẻ, bây giờ gia nhập người gác đêm cũng không muốn nha con bé trở thành chiến hữu của cháu hai đứa có thể bên nhau rồi chủ đồng ý chủ động đưa cô ấy đến người gác đêm sao lê văn vân kinh ngạc nói đỗ thương bắc thở dài nói sống chết của bản thân chứ không quan trọng nhưng lần trước thêm lần này chú thật sự cảm thấy sợ hãi rồi chứ không biết có lần sau không lê văn vân im lặng quả thật như vậy không nguyệt đối với đỗ thương bắc rõ ràng là nhắm đến cục xương đó Bây giờ xương đã bị anh hấp thụ rồi, Bùi Ninh Tùng có khả năng nghĩ rằng đồ mình đưa qua là giả, không loại trừ khả năng ông ta tiếp tục ra tay với Đỗ Thương Bắc và Đỗ Tịch Tịch. Anh yên lặng một lát rồi nói, "Như thế này đi, chú Đỗ, khoảng thời gian này, vì an toàn của mọi người, cháu đưa chú và Tịch Tịch đến phía bên người gác đêm, đợi đến khi cháu diệt trừ toàn bộ người của Hồng Nguyệt, mọi người lại quay đây, thế nào? Còn về công ty chú phía bên này, cháu để chủ tịch Lôi của tập đoàn Hãn Vũ cử người qua đây." đảm bảo xử lý mọi thứ chu toàn. Sắc mặt đỗ thương bác vui mừng nói, thế này tốt quá rồi. Lê Văn Vân cười cười nói, vậy cứ quyết định như vậy đi. Nói đến đây, anh họ nói, cái thứ mà, chú đỗ, chính là cục xương mà chú đưa cho cháu, không biết tại sao bị cháu hấp thụ rồi, đã xâm nhập vào trong cơ thể của cháu. Đỗ thương bác ngạc nhiên, có hơi không hiểu lời của Lê Văn Vân nói là ý gì, nhưng mà con mắt của ông ta khẽ chuyển, nặng nề nói, Lê Văn Vân à, đó là vật bảo gia truyền của nhà chú chỉ có thể truyền cho người của thế hệ sau cháu nói bây giờ nó ở trong cơ thể cháu từ góc độ này nói cháu chính là người của nhà họ đỗ rồi đây là lão tổ nhà chúng ta lựa chọn cháu đó cháu phải ở bên tịch tịch mới được dù sao đây cũng là lựa chọn của ông trời như vậy cũng được sao lê văn vân kinh ngạc nói anh không có tiếp tục nói với đỗ thương bắc còn nói nữa quan tài của lão tổ nhà họ đỗ không giữ vững được nữa anh vội vàng móc điện thoại gọi điện thoại cho Phạm Nhược Tuyết. Rất nhanh, điện thoại được bắt máy, Phạm Nhược Tuyết nói thế nào rồi? Bùi Ninh Tùng đích thân ra tay, Lê Văn Vân nói: "Bây giờ Đỗ Tịch Tịch đã được an toàn chưa?" Phạm Nhược Tuyết hỏi lần nữa. "An toàn rồi, tôi đã cứu được rồi." Lê Văn Vân thở một hơi nói, "Nhưng mà thân phận của tôi chắc là bại lộ rồi, tôi không giết được Bùi Ninh Tùng." Ông ta chạy rồi, nhưng mà tên ảnh tử bên cạnh ông ta giờ là đồ bỏ đi. Anh có sao không? Phạm Nhược Tuyết hỏi. Lê Văn Vân đắc ý nói, làm sao có chuyện gì được? Bùi Nginh Lùng nhìn thấy tôi liền giống như rùa vậy, chạy đi mất. Nói đến đây, Lê Văn Vân nghiêm mặt nói, Bùi Nginh Tùng và ảnh tử Đích Thân đến bắt bọn họ. Mục đích của Bùi Nginh Tùng là bởi vì khúc xương trong tay họ. Tôi hoài nghi lý do bọn họ ra tay với nhà họ Vương cũng là như vậy. Được, đợi anh quay về Yến Kinh, chúng ta lại tiếp tục bàn bạc. Phạm Nhược Tuyết nói, đúng rồi cô cho người đón Đỗ Tịch Tịch và Đỗ Thương Bắc về người gác đêm nhé, tôi lo lắng Hồng Nguyệt sẽ tiếp tục động thủ với bọn họ. Lê Văn Vân nói, được, tôi đi liên lạc, Phạm Nhược Tuyết nói. Đồng thời, cách đường cao tốc gần khoảng 50 km, Bùi Ninh Tùng đang lái xe. Ánh tử, dáng lên, cậu phải cố gắng lên. Bùi Ninh Tùng hét lên, bây giờ tôi đưa cậu đi tìm xích tinh, anh ta nhất định trị khỏi cho cậu. Ảnh tử không nói chuyện, anh ta ngồi ở phía sau, gương mặt trắng bệch khổ, khổ. chương 392, tôi không sợ, không đi, giản hưng lãnh đạm nói. Không, giản hưng bình tĩnh nói. Sự từ chối của giản hưng khiến bùi ninh tùng sửng sốt thêm lần nữa. Ông ta cắn răng nói, giản hưng, anh có ý gì? Là anh chủ động tìm đến tối hợp tác mà. Tôi cùng ông hợp tác, không có nói muốn giúp ông giết người, giản hưng lãnh đạm nói. Tôi hiểu rồi, anh chẳng qua là sợ số không mà thôi, Bất luận là Lê Văn Vân hay là Lữ Dương. Bùi Ninh Tùng lãnh đạm nói. Bọn họ, giản hưng cười khẽ một cái. Giọng nói khàn khàn của anh ta vang lên, tôi vốn dĩ không đặt bọn họ trong mắt, cũng chỉ có đám người các ông mới sợ hãi như vậy. Nếu đã như vậy, Lê Văn Vân không chết, tôi càng không lộ diện. Bùi Ninh Tùng lạnh lùng nói xong, có chút phẫn nộ ngắt điện thoại. Sau đó ông ta quay đầu, nhìn ảnh tử nói, ảnh tử, cậu dáng lên, cậu nhất định phải giữ vững. Lê Văn Vân đang ở dưới lầu nhà Đỗ Tịch Tịch chờ, Đỗ Thương Bắc cũng đang đứng kế bên chờ đợi khoảng nửa tiếng, Đỗ Tịch Tịch thay đầu ngủ, đi từ lầu hai xuống, tóc quấn quanh. Đầu, tựa như một đóa hoa sen trong nước, đẹp đến chói lóa. Ánh mắt của Lê Văn Vân không kiềm được sáng lên. Bố, sao bố còn chưa đi ngủ? Cô đi xuống, nhìn thấy Đỗ Thương Bắc, không kiếm được nghi ngờ nói. Đỗ Thương Bắc chú ý đến ánh mắt của Lê Văn Vân cười hề hề nói, Lê Văn Vân, thế nào? Con gái chủ sinh đẹp chứ, hay là cưới nó nhé." Đỗ Tịch Tịch đỏ mặt nói, "Bố, bố nói bậy gì vậy?" "Dầm, dầm dầm." Vào lúc này tiếng gõ cửa vang lên, Lê Văn Vân vội vàng đi mở cửa, sau đó ngoài cửa có một người đang đứng, anh ta xách hai túi quần áo. Lúc nhìn thấy Lê Văn Vân, khẽ sững sờ nói, "Quần áo." Lê Văn Vân nhận lấy quần áo nói, "Cảm ơn." Đỗ Thương Bắc cũng nói, "Đưa đồ xong cậu quay về công ty tiếp tục làm việc đi." mọi người cũng đi ngủ một lát đi cháu đã nói rồi sẽ phải người qua đây đón mọi người đến người gác đêm lê văn vân nói với hai người trước khi bọn họ đến cháu sẽ ở đây cho đến khi hai người được đưa đi ngoài chuyện xử lý chu toàn mọi chuyện ở công ty cho chú đỗ chủ xem là chủ tự chọn người hay là tập đoàn hãn vũ phải người qua đây phải người qua đây đi chủ tin mắt nhìn của cháu đỗ thương bắc nói lê văn vân gật đầu gọi cho lôi bân một cuộc điện thoại sau khi nói rõ tình hình Lôi Bân nói nội trong hôm nay sẽ phải người đến đây. Lê Văn Vân nhìn thời gian, lúc này đã là 4-5 giờ chiều rồi. Sau khi nói mấy câu với hai người xong, anh liền khuyên hai người quay về phòng nghỉ ngơi, bản thân cũng đi tắm rửa, đổi một bộ đồ, sau đó quay về ngồi trên sofa trong phòng khách. Anh thở một hơi, bắt đầu suy nghĩ chuyện gần đây. Giản Hưng xuất hiện. Đám người bùi nghinh tùng và ảnh tử đang ẩn nấp cũng hiện thân, những người của thế giới ngầm ngày càng xuất hiện nhiều hơn. Chắc nhất Minh và Vương Hồng ở tổng bộ người gác đêm nhiều năm như vậy cũng xuất hiện ở Yến Kinh, tình hình có khả năng sẽ tồi tệ hơn Lê Văn Vân nghĩ. Anh lẩm bẩm nói, quả nhiên chiến tranh sắp bắt đầu rồi sao? Hoặc có thể nói đã bắt đầu rồi sao? Cái gì mà chiến tranh sắp bắt đầu rồi? Lầu một, một cánh cửa đột nhiên mở ra, Đỗ Tịch Tịch mặc đồ ngủ đi từ trong ra. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài yên bình tĩnh lặng, trong khu biệt thự xe đang chậm rãi tiến về phía trước ông cụ dắt chó đi dạo trong vườn biệt thự, thỉnh thoảng có đôi trai gái đi ngang qua. Đây chính là một khoảng sự yên bình và đẹp đẽ của thế giới. Chỉ là cô không biết, mặt đen tối của thế giới này đang âm thầm chuyển động. Lê Văn Vân cười cười nói, cô không lý giải được chiến tranh, đợi cô và bố cô đến tổng bộ của người gác đêm là sẽ hiểu thôi. Nói đến đây, anh chuyển chủ để nói, sao cô không ngủ. Đỗ Tịch Tịch lẩm bẩm, tôi không ngủ được tất cả những gì tôi trải qua từ hôm qua đến giờ giống như một giấc mơ vậy. Lê Văn Vân khẽ cười. Quả thật, đối với Đỗ Tịch Tịch mà nói, tất cả mọi thứ xảy ra, lực công kích quả thật quá lớn. Đỗ Tịch Tịch ngồi bên cạnh Lê Văn Vân, một hương thơm khẽ lan vào trong mũi của Lê Văn Vân, khiến Lê Văn Vân có chút bồn chồn. Tuy rằng bây giờ tối đối với anh chỉ hiểu có một nửa, nhưng mà tôi sẽ gia nhập vào tổ chức của các anh đỗ tịch tịch nói cho đến có một ngày tôi sẽ cùng đứng bên cạnh anh lê văn vân quay đầu nhìn gương mặt xinh đẹp của đỗ tịch tịch trong lòng cũng bất giác khẽ rung động nhưng mà anh vẫn khắc trụ được sự kích động bắt đầu nhìn đỗ tịch tịch nói tôi sẽ không ngăn cản sự lựa chọn của cô nhưng mà vẫn là câu nói đó người gác đêm rất cực khổ là sự cực khổ mà cô không tưởng tượng được đặc biệt là thời kỳ đầu tôi không sợ, đỗ tịch tịch cắn răng nói. chương 393, cô nằm mơ đi. Nói xong, anh ta đi đến trước mặt ba người nói, hai người đưa hành lý các thứ đến xe đi. Lúc anh ta nói mấy câu này, khói thuốc chốc lát phả ra, phả vào mặt ba người. Tên nghiện ngập này, trong lòng Lê Văn Vân khẽ mắng một câu. Đỗ tịch tịch không nhịn được che mũi rồi bắt đầu ho. Lê Văn Vân vội vàng giúp hai người đỗ tịch tịch và đỗ thương bắc đưa đồ lên xe, sau khi đưa hai người lên xe đỗ tịch tịch nhìn lê văn vân bao lâu anh mới quay lại không biết lê văn vân cười nói có chuyện gì gọi điện thoại cho tôi là được rồi phía bên đó không hạn chế dùng điện thoại được sắc mặt đỗ tịch tịch có hơi phức tạp đi đi sẽ gặp lại mà lê văn vân cười nói vào lúc này trong đầu của lữ dương lóe ra một câu nói lê văn vân tôi biết trình độ này của anh kém so với tên chó son demsi nếu như anh cần ông đây giúp đỡ chỉ cần liên hệ ông đây, ông đây chém chết anh ta." Lê Văn Vân sờ mũi, lần này anh không có đấu miệng với Lữ Dương. Lữ Dương nói xong, một chân nhấn ga, chiếc xe địa hình dần dần khởi động chạy ra phía ngoài tiểu khu. Khi bọn họ biến mất khỏi tầm mắt, Lê Văn Vân thở dài nhẹ nhõm một hơi, khóa cửa nhà Đỗ Tịch Tịch rồi quay người bước ra ngoài. Anh quay về Giang Thành, chủ yếu là muốn giúp Đỗ Tịch Tịch mà thôi. Nhưng mà nếu như đã quay lại rồi, anh đương nhiên đi gặp Trần Vũ mới được. Trần Vũ đã dọn ra khỏi biệt thự của anh ấy. Thật là, sau khi Lê Văn Vân rời đi, tên này cảm thấy biệt thự quá to, anh ấy và con của anh ấy hai người ở không quen. Sau đó anh ấy mua một căn phòng cấp 2 để ở. Lê Văn Vân biết địa chỉ, anh gọi một chiếc xe, rất nhanh thì đến cửa bên ngoài tiểu khu. Hôm nay là thứ bảy, Trần Vũ không có đi làm anh xem địa chỉ cụ thể một lát sau khi hỏi thăm bảo vệ ở tiểu khu rất nhanh đi vào trong tiểu khu anh nhanh chóng đến được trước cửa nhà trần vũ lúc đến anh phát hiện cửa nhà trần vũ đang mở đồng thời bên trong còn có tiếng khóc của trẻ em còn có một âm thanh khác vang lên chân mày của anh khẽ cao lên trần vũ một giọng nữ vang lên nói chúng ta không có ly hôn bây giờ căn nhà này có một nửa của tôi còn có tiền của anh cũng có một nửa của tôi đây là tài sản kết hôn của chúng Ta nghe đến đây, trong lòng Lê Văn Vân chấn động. Anh biết, cô vợ bỏ chạy của Trần Vũ quay về rồi, hơn nữa từ hơi thở có thể thấy bên trong có không ít người, cô ta đưa người đến nhà Trần Vũ gây sự rồi. Lê Văn Vân không vội vàng đi vào mà đứng ở cửa chú tâm lắng nghe. "Lý Quyên, cô đừng quá đáng." Trần Vũ to tiếng nói, "Cô sinh nhạc nhạc xong, vừa đến đây đã bỏ đi với người đàn ông này, bây giờ cô thấy tôi có chút tiền, cô liền dẫn người đàn ông này về đây." Đã vậy lại còn muốn phân chia tài sản của tôi. Cô còn biết xấu hổ hay không? Tên nhóc kia, nói chuyện cho đàng hoàng vào, muốn ăn đánh phải không? Một người đàn ông giống lên. Mẹ mày, có bản lĩnh thì đánh chết tạo đi." Trần Vũ lớn giọng nói. Lý Quyên cười lạnh nói, "Tại sao tôi phải bỏ đi? Còn không phải là do trước đây tôi không hiểu chuyện đi gả cho anh à? Nhạc Nhạc là con của tôi, chúng ta còn chưa ly hôn." Về mặt pháp lý mà nói, chúng ta vẫn chưa ly hôn. Tiền anh kiếm được sau khi kết hôn thì một nửa là của tôi, căn nhà này có một nửa là của tôi, với lại tiền tiết kiệm của anh nữa. Cách đó không xa, Lê Văn Vân ngẩn người. Người tên Lý Quyên này là người vợ mà Trần Vũ cưới khi anh ấy còn ở nông thôn. Trường 394, có tiền muốn làm gì cũng được hả? Nhóc con, mày không đưa đúng không? Giọng nói dọa nạt Trần Vũ trước đó lại vang lên, được, nếu mày không đưa thì hãy nghĩ đến sự an nguy của con mình còn nữa mày đừng mong ngủ yên được một ngày nào thứ tao có chỉ là thời gian để chơi với mày mày có biết tao đang giao du với ai không dương hải anh hải mày đã từng nghe qua chưa ở thành phố này chắc mày đã nghe nói về người này rồi phải không mày đủ sức chọc vào không nghe đến đây lê văn vân bước tới đẩy cửa đi vào anh nhìn chính giữa phòng khách của căn phòng trong phòng khách Trần Vũ đang ngồi trên ghế sofa ôm nhạc nhạc, một người đàn ông đeo kính, cầm túi hồ sơ ngồi đối diện với họ, trên tay cầm một tờ thỏa thuận. Cùng lúc đó, một người đàn ông với cánh tay xăm trổ đầy mình đứng đó. Bên cạnh anh, là một người phụ nữ trang điểm đậm. Người phụ nữ ngoại hình khá ổn. Chắc đấy là Lý Quyên. Ngoài ra còn có vài tên côn đồ đang đứng đó, yên lặng nhìn Trần Vũ. Uầy, náo nhiệt ghê, Lê Văn Vân vừa cười vừa nói với Trần Vũ. Trần Vũ vui mừng khôn xiết khi nhìn thấy Lê Văn Vân. Anh ấy ôm chặt nhạc nhạc, bởi vì sợ hãi, nhạc nhạc còn đang khóc. Khi thấy Lê Văn Vân bước vào, người đàn ông với cánh tay xăm chỗ cau mày nói, mày là ai, ở đây có chuyện của mày à, mau biến đi. Lê Văn Vân thờ ơ nhìn anh ta một cái, sau đó đi tới bên cạnh Trần Vũ nói, tôi đã nói với cậu từ lâu rồi, bảo cậu kết thúc mọi chuyện với người phụ nữ này đi. Trên đời này thiếu ai không biết, nhưng sẽ không thiếu những kẻ vô liêm sỉ ý anh là gì lý quyên trừng mắt nhìn lê văn vân tôi có ý gì cô không nghe ra à lê văn vân nhướng mày nhìn cô ta nói ý tôi là cô là loại phụ nữ không biết xấu hổ làm sao mà cô lại trở về với ý tốt được nhiều năm như vậy nhạc nhạc bị bệnh trần vũ hàng ngày làm việc bán sống bán chết trên công trường để kiếm tiền cho nhạc nhạc hóa trị bây giờ khó khăn lắm anh ấy mới có một công việc tốt hơn bệnh của nhạc nhạc cũng được chữa khỏi cô lại dám quay về đòi tiền muốn chia tài sản ra mặt cô còn cần không vậy lý quyên trừng mắt người đàn ông xăm trổ bên cạnh bước tới chỉ vào lê văn vân và nói mẹ mày đang nói chuyện với ai đấy đừng cãi nhau đừng cãi nhau nữa vị luật sư ngồi bên kia cười nói này anh bạn anh nói mấy điều này dù thật hay không cũng vô dụng bọn họ không ly hôn tất cả những gì trần vũ có được đều là tài sản sau kết hôn hơn nữa chuyện này là chuyện của vợ chồng bọn họ hình như không liên quan gì đến anh đây là cái gì?" Lê Văn Vân hỏi, cầm hai tập tài liệu trên bàn lên. "Một là thỏa thuận ly hôn, hai là thỏa thuận phân chia tài sản," luật sư cười nói. "Là một luật sư, anh thực sự nhận bất kỳ án kiện nào sao?" Lê Văn Vân nhìn anh ta hỏi. Luật sư nhún vai tỏ vẻ không hề gì. Lê Văn Vân cười nhẹ, "Trúng rồi." Anh trực tiếp xé bản thỏa thuận phân chia tài sản. "Thằng nhóc, mày đi tìm cái chết à?" Sắc mặt của người đàn ông xăm trổ thay đổi anh là ai, chuyện giữa Trần Vũ và tôi có liên quan gì đến anh? Lý Quyên chừng mắt hỏi Lê Văn Vân. Lê Văn Vân cười nhạt, thả tờ giấy bị xé rách xuống đất, nhàn nhạt nói tôi là ông chủ của Trần Vũ. Đồng tử của Lý Quyên hơi co lại. Trần Vũ hiện làm việc tại Thịnh Thế, cô ta biết rằng Thịnh Thế là công ty logistics lớn nhất ở Giang Thành, giá trị khoảng 200 triệu tệ. Đối với những người bình thường như họ mà nói, giá trị này quả thực là tương đương với khủng bố nhất thời hai người đều không nhịn được mở to miệng có tiền muốn làm gì cũng được hả lý quyên cuối cùng yếu ớt nói tôi sẽ nói rõ cho cô biết cô sẽ không lấy được một xu nào lê văn vân nói anh nhìn người đàn ông xăm trổ nói nếu vừa nãy tôi nghe không nhầm anh đi theo dương hải phải không anh tên là gì tao tên là chu thuận mày có thể đi nghe ngóng xem người đàn ông xăm trổ cười lạnh nói lê văn vân sờ sờ mũi nói chu thuận tôi biết rồi tôi sẽ đến gặp Dương Hải để hỏi chuyện. Các người có thể cắt đi rồi, nếu muốn kiện thì có thể kiện. Bộ phận pháp lý của công ty chúng tôi mở rộng cửa chào đón. Có chuyện gì thì cứ đến thịnh thế, nói chuyện với những người trong bộ phận pháp lý, đừng đến quấy rối Trần Vũ. Chu Thuận cảm thấy có gì đó không ổn, anh ta nhìn Lê Văn Vân nói, ý của mày là gì? Mày biết anh Hải. mươi 395 chuyển nhượng cổ phần. Lý Quyên bị tắt một bà tai, khuôn mặt đờ đẫn hoàn toàn không hiểu rốt cuộc là vì sao. Sau một bà tai, Chu Thuận nhanh chóng hoàn hồn, nhìn Lê Văn Vân nói, "Người anh em, thật ra tôi và người phụ nữ này không có tình cảm gì cả, chỉ là chơi bời mà thôi. Tôi có thể chia tay cô ta ngay lập tức, anh nhất định đừng nói với anh Thành về chuyện này." Lê Văn Vân vui vẻ, anh thích thú đứng nhìn Chu Thuận. Ở bên cạnh, Lý Quyên ôm mặt khi nghe những lời anh ta nói, vẻ mặt đờ đẫn. Hồi đó Cô ta đã bỏ chạy cùng với người đàn ông này. Về việc sau này bọn họ sẽ là gì của nhau, chuyện này không liên quan gì đến Lê Văn Vân, anh chỉ muốn đến thăm Trần Vũ, sau đó dặn dò Trần Vũ một chút. Nghĩ trước nghĩ sau, anh vẫn không định để Trần Vũ trở thành người gác đêm. Tình cảnh của Trần Vũ và Khương Vĩ khác nhau, đầu óc Trần Vũ không sáng suốt bằng Khương Vĩ, anh ấy quá thành thật rồi. Hơn nữa khác với một người cô độc như Khương Vĩ, Trần Vũ vẫn còn có nhạc nhạc vì vậy lần này anh quay lại dự định đi thăm trần vũ sau đó chuyển một số cổ phần của thịnh thế cho trần vũ để trần vũ có thể sống tự do tự tại hơn ở thành phố này mà không thiếu tiền chỉ là không ngờ vô tình gặp phải chuyện này ban đầu anh đã biết rằng lý quyên đã trở lại nhưng không ngờ rằng người đàn ông mà lý quyên đi theo lại là một tên xã hội đen lê văn vân nhìn chu thuận sau đó nhìn lý quyên rồi nói chuyện anh có chia tay với người phụ nữ không biết xấu hổ này hay không không liên quan gì đến tôi không muốn chuyện này đến tại Dương Hải cũng rất đơn giản. Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói, nếu như tôi đoán không lầm, anh hẳn là đã quấy dày Trần Vũ lâu rồi, cũng nên thu xếp phí tổn hại tinh thần đi chứ. Tôi, Chu Thuận cười khổ tôi, không có tiền, nếu không phải vậy thì tôi sẽ không cùng Lý Quyên gài bẫy Trần Vũ. Nếu tôi biết Trần Vũ quen biết anh, còn anh quen anh Hải của bọn tôi. Cho tôi một trăm lá gan tôi cũng không dám quấy rối anh ta. Trần Vũ xua tay nói, Lê Văn Vân, thôi bỏ đi, mau bảo bọn họ biến đi, nhìn thấy người phụ nữ này tôi liền cảm thấy ghê tởm. Lúc đầu cô ta chê tôi không có tiền, cho nên khi tới thành phố mới bỏ chạy theo người đàn ông này. Bây giờ lại vô sỉ mà chạy về đây đòi tiền, tôi. Lý Quyên nghiến răng nghiến lợi nhìn Trần Vũ nói, khi anh nghèo, sau đó tôi muốn quay lại rồi, nhưng tự anh không muốn, cho nên tôi mới tìm Chu Thuận đến để lấy tiền của anh. Khi Lê Văn Vân nghe điều này, hóa ra trước đây đã từng có chuyện như vậy trong khoảng thời gian anh không ở giang thành cuộc sống của trần vũ thật phong phú đặc sắc lý quyên này đã hoàn toàn thay đổi tam quan của lê văn vân anh vốn tưởng rằng lý quyên vừa mới phát hiện trần vũ có chút tiền muốn chia một ít gia sản nhưng thì ra trước đây cô ta đã từng muốn quay lại với trần vũ để ta ký vào thỏa thuận ly hôn xong rồi mấy người đi đi trần vũ ôm nhạc nhạc nói nói xong anh ấy đứng dậy và ký vào thỏa thuận ly hôn, rồi ném thỏa thuận ly hôn cho Lý Quyên. Lý Quyên nghiến răng nói, tôi không ký, không lấy được tiền, một chữ tôi cũng không ký. Bốp, Chu Thuận lại tắt một bà tai nói, Lý Quyên, mẹ nó cô muốn chết cũng đừng kéo theo tôi. Lý Quyên nghiến răng, vẫn cố chấp. Rõ ràng, cô ta vẫn muốn chia tài sản của Trần Vũ, cho dù có bị Chu Thuận tắt hai cái. Không ký cũng không thành vấn đề, Lê Văn Vân nói, vậy gặp cô tại tòa án, vừa hay để cho người ta nhìn thấy bộ mặt xấu xa của cô. Chu Thuận hơi biến sắc, anh, cái này. Người dám đánh Dương Hải và Phan Minh Vũ đến mức nhập viện như vậy, làm sao anh ta dám chọc vào chứ? Bảo hai người cút đi, nghe không hiểu hả? Lê Văn Vân hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. chương 396 thầy phải báo thù cho con. Người đàn ông mà mình chạy theo, lại đánh đập chửi mắng mình, còn là một xã hội đen ở Giang Thành. So sánh hai người, cô ta có cảm giác khóc không ra nước mắt. Cô ta rất muốn quay lại nói gì đó, nhưng Chu Thuận đã kéo cô ta lôi ra ngoài cửa, anh ta không dám dừng lại lâu, cũng không biết Lê Văn Vân có nói với Dương Hải hay không, anh ta cũng chẳng dám hỏi. Sau khi mọi người đi hết, cánh cổng đóng lại, Trần Vũ thở phào nhẹ nhõm, nhìn Lê Văn Vân nói cảm ơn cậu, nếu không tôi thật sự không biết phải làm thế nào. Lê Văn Vân cười nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta đi sang tên. Hả, Trần Vũ sướng sờ nói, sang tên cái gì cơ? Vừa rồi không phải cậu nói những lời này để chọc tức Lý Quyên sao? Đúng là cố tình chọc tức cô ta, nhưng đây cũng là kế hoạch ban đầu của tôi. Chắc là sau này thời gian tôi trở về Giang Thành sẽ không nhiều nữa, chúng ta sẽ không có nhiều thời gian gặp nhau. Còn về thịnh thế, cậu có thể không cần quản nữa. Sau khi nhận được cổ phiếu, lãi thức hàng năm sẽ được chuyển vào tài khoản của cậu nhưng cậu có tiền rồi đừng chơi trò gà mù nữa hãy tìm một người phụ nữ thật thà đáng tin cậy xây dựng một gia đình đi lê văn vân nói tất nhiên nếu cậu muốn học cũng có thể đi theo hoàng an học hỏi chút gì đó không 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 cái này không thể lấy được trần vũ vội vàng nói lê văn vân nhìn trần vũ nói đừng từ chối trần vũ cậu nên biết bây giờ thân phận của tôi không bình thường tôi cũng không thể giải thích được nhiều với cậu. Tôi không có nhiều bạn bè, đối với tôi mà nói thịnh thế logistics không phải là vấn đề gì to tát. Tôi hy vọng bạn bè của tôi có thể sống vui vẻ, không phải lo lắng về tiền bạc. Về sau có thể tôi sẽ hiếm khi trở lại Giang Thành. Vì vậy, đừng từ chối. Rất hiếm khi về Giang Thành. Trần Vũ Cao Mày Trầm Tư nói, vậy thì cậu, muốn đi đâu? Vậy, bây giờ đang ở Yến Kinh, nhưng nếu cậu muốn liên lạc với tôi, cũng có thể dùng mạng Lê Văn Vân cười nói. Trần Vũ Cao mày nói, tôi vẫn không muốn, tôi thấy không cần thiết. Đối với Trần Vũ mà nói, giàu có sau một đêm này là một cơ hội hiếm có, nhưng anh ấy thực sự chỉ là một người nông thôn chất phác, vẫn giống như lần đầu tiên gặp Hoàng An. Sau khi Hoàng An nói đến mức lương hàng năm của mình, anh ấy đứng cũng không vững. Từ từ rồi sẽ quen, đừng nói nhảm nữa, chuẩn bị một chút rồi đi ký hợp đồng chuyển nhượng với tôi. Lê Văn Vân không đồng ý với Trần Vũ. Vào buổi chiều, sau khi mọi thứ đã được giải quyết xong, Lê Văn Vân và Trần Vũ đi ăn tối, sau đó anh nói lời tạm biệt với Trần Vũ. Lại lên máy bay một lần nữa, vội vã trở về Yển Kinh. Khoảng 10 giờ tối, tại Yến Kinh, trong một sân vườn lớn. Một ông lão đeo kính đọc sách, trên tay ông ta đang cầm một cuốn sách y thuật, nằm trên ghế xích đu, vừa đung đưa, vừa đọc sách. Ông cụ hầu, vào lúc này, một người giống như bảo mẫu bước vào nói, bác sĩ hứa bây giờ tỉnh lại rồi. Chính xác, ông già này là một dược sĩ nổi tiếng ở Yên Kinh, tên là Hầu Diệu Trần. chương 397, có khả năng đó. Sau khi Lê Văn Vân đến Yên Kinh, anh liền gọi xe trở về nhà. Mở cửa ra, ba cô gái đều ngồi trên ghế sofa, thấy Lê Văn Vân trở về nguyên vẹn, bọn họ không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Phạm Nhược Tuyết đứng lên, đi đến trước mặt Lê Văn Vân nói, đến phòng phẫu thuật. Tôi không sao, Lê Văn Vân nói. Bảo anh qua đây thì cứ qua đây, Phạm Nhược Tuyết nhàn nhạt nói. Lê Văn Vân yên lặng. Phạm Nhược Tuyết vẫn y hệt như lúc trước, bình thường còn tốt, một khi cô thực hiện nhiệm vụ lớn, gặp phải một vài người nguy hiểm, bất kể là có bị thương hay không, cô đều sẽ làm kiểm tra toàn thân cho người đó. Lê Văn Vân cười khổ một tiếng, chỉ đành theo Phạm Nhược Tuyết đi vào trong phòng phẫu thuật. Phạm Nhược Tuyết đeo khẩu trang vào, mang găng tay, thay áo blau, xoay người nhìn Lê Văn Vân đang ngồi bên kia, nhíu mày nói anh ngây người ra đó làm gì. Còn chưa cởi. Lúc trước thì Lê Văn Vân đã rất quen rồi, nhưng dù sau 3 năm trở lại đây, Phạm Nhược Tuyết cũng không có kiểm tra kỹ càng cho anh. Ngược lại anh có chút ngại. Nhìn mặt Phạm Nhược Tuyết, anh không còn sự lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm theo yêu cầu của cô. Phạm Nhược Tuyết bước đến trước mặt anh, trong ánh mắt cô có vẻ không dao động quá nhiều, chuyên tâm kiểm tra cơ thể cho Lê Văn Vân. Qua một lát, cô dường như cảm giác được điều gì đó, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Lê Văn Vân nói, anh kiềm chế một chút đi. Lê Văn Vân cực kỳ ngại ngùng, vội vàng che lại. Sau khi kiểm tra xong, Phạm Nhược Tuyết mặt không biểu cảm tháo khẩu trang xuống nói, anh có phải ăn gì rồi không? Tôi cảm thấy nguyên khí của anh có gì đó bất thường. Ra ngoài rồi nói, Lê Văn Vân đáp, hai người từ phòng phẫu thuật đi ra hoàng thi kỳ cười như không cười nhìn lê văn vân đang đỏ mặt nói ồ anh cũng biết đỏ mặt trước đây không phải anh đều quấn lấy bác sĩ phạm làm kiểm tra sao khụ khụ lê văn vân ho khan một tiếng lúc này vẻ mặt của hoàng thi kỳ bỗng nhiên khẽ động anh lại đột phá rồi nếu nói về thực lực hoàng thi kỳ thực lực cao hơn phạm nhược tuyết dù sao cô ta cũng xếp vị trí thứ hai dưới tình huống không trực tiếp kiểm tra cho lê văn vân cô nhanh chóng cảm nhận được sự thay đổi của lê văn vân lê văn vân gật đầu quả thật có chút đột phá đây cũng chính là chuyện tôi muốn nói với mọi người hả mấy người đều nhìn sang anh trên thực tế chúng ta không phải là luôn tò mò tại sao hồng nguyệt luôn ra tay với những người giàu có sao lê văn vân nói mục đích của bọn chúng e là trong tay của những người này có một loại xương cốt kỳ quái xương cốt kỳ quái hoàng thi kỳ ngạc nhiên nhìn lê văn vân hỏi trong tay đỗ thương bắc có một mảnh xương, lần này bùi nghênh tùng xuống núi, ảnh tử đích thân ra tay bắt cóc đỗ tịch tịch, lúc tôi qua đó cứu cô ta, mảnh xương đó bị tội hấp thu, ba ngày sau đó tôi cảm giác được mình đột phá rồi. Lê Văn Vân thở ra nói, Hoàng Thi Kỳ hơi kinh ngạc, Phạm Nhược tuyết thở phào nhẹ nhõm nói, vậy việc này tôi phải báo cáo lên trên mới được. Lê Văn Vân ngược lại không từ chối, sau đó anh do dự nói, đúng rồi, còn một chuyện nữa phải nói với mọi người, Đám người mà Hồng Nguyệt bắt cóc, chúng ta vẫn chưa biết bọn họ bị đưa đi đâu, hôm đó Bùi Nghênh Tùng để lộ ra một ít người có khả năng bị đưa đến thành phố bóng tối rồi. Hơn nữa kết cục có lẽ là không được tốt lắm. Nét mặt Hoàng Thi Kỳ và Phạm Nhược Tuyết đều khẽ biến. Thành phố bóng tối, bọn họ cũng từng đến rồi, nơi đó là thiên đường của người ở thế giới ngầm, tiến vào thì dễ ra mới khó, ban đầu bạn Lê Văn Vân tiến vào đó trước để thực hiện nhiệm vụ, lúc ra ngoài cũng là từ trong cửa tử nhất sinh đi ra. Nơi đó cũng là nơi người gác đêm không thể nhúng tay vào được trên hành tinh này. Được, tôi cũng sẽ báo lên trên." Phạm Nhược Tuyết thở ra một hơi. Những lời này Lê Văn Vân không hề nói đến trong điện thoại, Phạm Nhược Tuyết cũng không trực tiếp gọi điện thoại báo lên trên, loại tin tức thế này là loại tin tức mã hóa tối ưu. "Bên này thế nào rồi?" Lê Văn Vân hỏi. Chương 398, phục vụ đến cùng. Mà trong số đó hoàng tông thực thích nhất chính là hoàng hân bình thường hoàng hân cũng sẽ thường xuyên đến thăm ông ông hoàng ông ra đây cho tôi ngoài cửa bỗng nhiên vang lên một giọng nói vô cùng tức giận sau đó có một người chạy vào nói thưa ông ông hầu diệu trần đến ạ à. sắc mặt hoàng tông thực khẽ động nói ông lão này đến đây làm gì và lại nghe giọng điệu này hình như là đang rất tức giận đây mời ông ấy vào hoàng tông thực nói rất nhanh Hậu Diệu Trần đã bước vào trong phòng, ông ta lạnh lùng nhìn Hoàng Tông Thực một cái. Sau đó ngồi xuống ghế sofa nói, Hoàng Tông Thực, bây giờ lá gan ông không tệ đấy, dám ra tay với người của tôi. Hoàng Tông Thực nâng mắt nhìn ông ta, nhàn nhạt nói, không hiểu ý ông là gì. Hừ, ông biết Lê Văn Vân chứ? Hầu Diệu Trần bình tĩnh nói. Có biết, thế nào? Hoàng Tông Thực nói. Ba ngày trước, cậu ta đến sòng bạc ngầm ở Yến Kinh, tranh giành với đồ đệ của tôi là hứa giang lấy đi một thanh đao hầu diệu trần cười lạnh lấy đi thì lấy đi thôi hoàng tông thực khinh thường nói muốn trách chỉ có thể trách ông quá nghèo hừ hầu diệu trần nhìn sang hoàng tông thực nói đúng lấy đi rồi thì cứ lấy thôi nhưng lúc ra ngoài hứa giang bị đánh cho một trận hôn mê suốt ba ngày mới tỉnh lại hoàng tông thực kinh ngạc sau đó cực kỳ hứng khởi nói có chuyện này sao tôi không biết hầu diệu trần cười lạnh đừng vờ vịt nữa giao lê văn vân ra đây để cậu ta xin lỗi đồ đệ của tôi đàng hoàng đồng thời đền thanh đao đó nữa sự việc xem như cho qua hoàng tông thực bật cười ông ta nhìn hầu diệu trần nói chắc ông vẫn chưa biết hứa giang xém chút nữa làm hỏng hết chuyện của tôi rồi hả hầu diệu trần nhíu mày hoàng tông thực khinh thường nhìn hầu diệu trần nói hơn nữa dù cho không có chuyện này thế hứa giang bị đánh rồi ông cũng không hỏi lý do cậu ta bị đánh, liền muốn đến đây hỏi tội. Nói một câu khó nghe, Hầu Diệu Trần, ông là cái thá gì mà chạy đến nhà họ Hoàng Diễu Võ Dương Oai? Tôi cho ông mặt mũi, đó không phải là muốn phá bỏ thể diện, Lê Văn Vân đó là vị hôn phu của Hoàng Hân, là đứa cháu rể tôi thích nhất, ông dám động đến một cọng lông của cậu ta. Tôi đào xương cốt 18 đời tổ tông của ông lên ông tin không? Hầu Diệu Trần ngây người, ông ta không ngờ Hoàng Tông thực ấy vậy mà bảo vệ Lê Văn Vân. Ông ta sáng suốt nhìn Hoàng Tông thực, cười lạnh nói, "Đồ đệ của tôi tính tình thế nào ông hiểu rõ. Ông đừng đặt cho cậu ta những tội danh không có căn cứ, nếu cậu ta muốn hại chết ông, ông đã sớm chết rồi, còn khỏe mạnh mà ngồi đây được sao?" "Ông không giao Lê Văn Vân ra đúng không? Được, chúng ta từ từ chơi." Phục vụ đến cùng, Hoàng Tông thực giơ tay nói, "Tiến khách." Lê Văn Vân đương nhiên không biết sự việc xảy ra ở nhà họ Hoàng anh không biết hai vị xã hội đen thật sự ở yến kinh đang cùng anh mở một trận khẩu chiến anh nằm trên sofa yên ổn ngủ một giấc đến tận sáng hôm sau anh mới bỏ dậy nổi chào hỏi một tiếng với phạm nhược tuyết vừa quay lại tắm một chút rồi chạy đến công ty đến công ty anh nhìn về phía văn phòng giám đốc tiêu thụ quả nhiên vương ý đã không còn ở văn phòng nữa đổi thành một người phụ nữ đang ngồi ôm đống tài liệu xem lê văn vân không đi qua đó chào hỏi anh đến tổ hai bộ phận tiêu thụ. Lê Văn Vân biến mất 3 ngày mới trở lại, bộ phận tiêu thụ có không ít người tò mò nhìn sang anh. Đúng vậy, Lê Văn Vân bây giờ đã trở thành một nhân vật bí ẩn như câu đố ở bộ phận tiêu thụ. Hiện tại bộ phận tiêu thụ có hai người không ai dám đụng vào, một người là Lê Văn Vân, người còn lại là Lâm Nhã. Lê Văn vẫn đến ngày đầu tiên đã khiến Vương Ý phải rời khỏi, hơn nữa công ty tiến hành hợp tác với nhà họ Vương là do Lê Văn Vân phụ trách. Mọi người đều ngầm thừa nhận rồi, hợp tác lần này là do Lê Văn Vân đem lại. Mà người còn lại là Lâm Nhã, sau khi nhận được nhiệm vụ khó khăn, Lâm Nhã thuận lợi thăng chức, sau đó trong khoảng thời gian mấy ngày Lê Văn Vân rời khỏi, cô ta phụ trách liên lạc với bên phía nhà họ Vương. Điều này khiến vô số người không ngừng ngưỡng mộ, nếu hạng mục nhà họ Vương lần này hoàn toàn hợp tác thành công, địa vị của Lâm Nhã trong công ty tất nhiên cũng sẽ theo đó mà nâng cao. Đương nhiên người ở tổ hai bộ phận tiêu thụ đều biết, tất cả mà Lâm Nhã có đều do Lê Văn Vân đem lại cho cô ta. Trước khi Lê Văn Vân đến, ngày nào Lâm Nhã cũng bị vương ý quấy dày, vì để thăng trước mà sứt đầu mẻ chán. Lê Văn Vân trở về tổ 2, vừa đặt mông ngồi xuống, Lâm Nhã ngồi xuống bên cạnh anh đang sắp xếp tài liệu. Người tổ 2 đều nhìn Lê Văn Vân, thậm chí hầu bảo khôn còn chủ động dựa qua hỏi, Lê Văn Vân, cái đó, bên anh còn thiếu người không? Đúng vậy, Mọi người đều muốn leo lên chiếc thuyền này của Lê Văn Vân. Nếu việc hợp tác với nhà họ Vương, người trên chiếc thuyền này, địa vị trong công ty đều có thể được nâng cao, thăng chức tăng lương gần như là điều hiển nhiên. Không cần nữa, Lê Văn Vân sờ sờ mũi nói. Chương 399, một chút quyền này, tôi vẫn có. Lâm Nhã lắc đầu bảo, vẫn chưa mua, là tổng giám đốc Bành đưa cho tôi, ông ấy bảo tối đến phụ trách việc liên kết kỳ trước nói không thể phá hoại hình tượng công ty nên liền cấp cho tôi một chiếc xe. Lê Văn Vân gật đầu nói, được rồi, đưa chìa khóa xe cho tôi, gửi địa chỉ qua luôn, tôi lại là được rồi. Lâm Nhã gật đầu. Hai người lái xe, từ từ lái đến địa điểm. Hạng mục hợp tác cụ thể giữa hai bên là một khuôn khổ trên nền tảng trực tuyến. Mảng thương mại điện tử này bản thân nhà họ Vương đã làm rất xuất sắc, công việc cụ thể thì chủ yếu vẫn là do Vương Giai Kỳ tiến hành phụ trách, hai người bước vào một phòng làm việc hết sức hào nhoáng. Ngoài cửa phòng làm việc có hai người đàn ông cường tráng đang đứng, rõ ràng là họ và Lâm Nhã đã quen thuộc rồi, sau khi nhìn thấy Lâm Nhã, gật gật đầu, lại nhìn sang Lê Văn Vân hỏi, vị này là. Đây là người phụ trách hạng mục lần này của công ty chúng tôi. Lâm Nhã vội vàng nói, lúc trước tôi cũng chỉ là giúp anh ấy làm một vài công việc kết nối kỳ trước mà thôi người trước cửa gật đầu sau đó cho phép họ vào lê văn vân và lâm nhã bước vào phòng làm việc trong phòng có không ít người bọn họ đều ngồi trước máy tính đồng thời lê văn vân thông qua tấm kính nhìn thấy xa xa giữa phòng làm việc vương giai kỳ đang ngồi bên trong cô ta hình như đang gọi điện thoại với người khác nụ cười treo trên khuôn mặt là cậu chính vào lúc này một giọng nói vang lên bên tai lê văn vân lê văn vân theo hướng âm thanh nhìn sang phát hiện Lâm Bình ngồi bên đó, trao mày nhìn Lê Văn Vân. Người này, rõ ràng là người bên phía nhà họ vương phái tới đích thân bảo vệ vương Giai Kỳ. Lê Văn Vân nhìn ông ta gật đầu, xem như là chào hỏi. Lâm Bình đứng dậy, đi đến trước mặt Lê Văn Vân, lạnh nhạt nói, xem ra cậu vẫn không xem lời cảnh cáo ban đầu của tôi ra gì, ấy vậy mà tìm đủ mọi cách để dựa vào vương Giai Kỳ. Lê Văn Vân sờ sờ mũi, nhìn ông ta nói, ông nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ là đại diện công ty đến đây, cùng bên ông tiến hành hợp tác kinh doanh thôi. Hợp tác kinh doanh, Lâm Bình cười lạnh nói, hợp tác kinh doanh sao nhất thiết cứ phải là. Cậu, sau đó ông ta khoác khoác tay, cậu có thể đi rồi, tôi không hy vọng dai kỳ có qua lại gì với loại người như cậu, việc kinh doanh này trực tiếp hủy bỏ đi là được rồi. Ông có cái quyền này sao? Sắc mặt Lê Văn Vân khe dao động. Một chút quyền này, tôi vẫn có. Lâm Bình nhàn nhạt nói lê văn vân ngay lúc này ở ngoài cửa phòng vương giai kỳ vương giai kỳ nhìn xuyên qua lớp kính nhìn thấy lê văn vân sau đó cô chạy đến cửa phòng làm việc vui mừng mà gọi một tiếng sau đó cô cúp điện thoại và bước tới nói vừa rồi tôi và trần hy gọi điện thoại có nhắc tới anh không ngờ vậy mà anh đến công ty của tôi rồi nói xong cô ta nhìn lâm nhã nét mặt lộ ra chút ngờ vực lê văn vân là người phụ trách công ty chúng tôi lâm nhã vội vàng nói lê văn vân hình như anh có quen biết với giám đốc lâm tôi không giới thiệu nữa đến đây qua văn phòng tôi nói chuyện vương giai kỳ lập tức nói lê văn vân sờ mũi sau đó ngang qua bên lâm bình khóe miệng lộ ra ý cười lâm bình nhìn thấy nụ cười khiêu khích của lê văn vân sắc mặt không tốt cho lắm nhưng trước mặt vương giai kỳ ông ta cũng không nói gì tự giác đi đến ghế sofa ở đằng xa ngồi xuống sau khi hai người bước vài bước vương giai kỳ nhớ ra gì đó hướng qua bên cạnh hét lên, giám đốc Hàn, cô qua đây, cùng cô gái này bàn công việc hợp tác cụ thể đi. Lúc này, một cô gái xinh đẹp đứng dậy, đưa tay ra hiệu mời qua bên này với Lâm Nhã. Lâm Nhã nhìn Vương Giai Kỳ, sau đó nhìn Lê Văn Vân, rồi rời đi cùng với giám đốc Hàn. Sau khi đi đến phòng làm việc, Lê Văn Vân ngạc nhiên nói, được đấy, vẫn còn đang học đại học đã làm giám đốc rồi. chương 400, giới ngầm hay giới nổi? Tâm trạng Lâm Bình rất không tốt, ông ta rút điện thoại ra, gọi đi một cuộc. Alo, một giọng nói nhanh chóng vang lên phía bên kia đầu dây, sao vậy? Tổng Giám Đốc Phương, Lâm Bình nói vào điện thoại, lúc dài kỳ ở Lâm Hải có quen một thằng nhóc tên là Lê Văn Vân, khi ở Lâm Hải quan hệ của hai đứa cũng không bình thường. Tôi tự mình khuyên bảo thằng nhóc kia, để nó không qua lại với dài kỳ nữa, nhưng không thể ngờ được cậu ta vậy mà đến tận Yến Kinh, hơn nữa còn thay mặt tập đoàn Chí đạt đến rồi đụng mặt sai kỳ nữa. Thay mặt tập đoàn trí đạt, ở bên kia điện thoại, đôi lông mày cao chặt lại, nói thằng nhóc này lại lịch thế nào vậy? Lúc tôi ở Lâm Hải đã từng tra về cậu ta, trước đây cậu ta là người nhà họ Lê, bởi vì một số chuyện mà phải ngồi tù 9 năm, hình như được lôi bân kéo ra ngoài, trong lúc nhà họ Lê và nhà họ lôi tranh cao thấp, chuyện của cậu ta trở thành cọng rơm cuối cùng đè chết nhà họ Lê. Bây giờ nhà họ Lê bị tổn thất nghiêm trọng, hai người Lê Trung Hằng và Lê Tử Thiện hình như ngồi tù rồi. Lâm Bình Thành thật nói, thằng nhóc này, xem có vẻ không phải ông lớn gì, thế nhưng có vẻ quan hệ với lôi bân không tệ. Tập đoàn Hãn Vũ và tập đoàn chí Đạt Vốn đã có quan hệ sâu sắc. Tôi đoán rằng cậu ta đã biết Trí Đạt sắp hợp tác với chúng ta nên mới nhờ quan hệ của lôi bân, tự mình tìm đến nơi. Không bằng chúng ta dừng lại việc hợp tác với phía Trí Đạt đi nhìn giai kỳ rõ ràng có ấn tượng tốt với thằng nhóc này lâm bình nói dừng lại ư không được giọng nói bình tĩnh vang lên ở đầu bên kia điện thoại doanh nghiệp mà lần này phòng làm việc của giai kỳ hợp tác đều là sản nghiệp dưới tay người gác đêm vì để càng giấu kỹ những người bảo vệ giai kỳ của bọn họ bọn họ hoàn toàn không nói rõ người là của nhà nào nhớ đâu thằng nhóc đó là người đó thì sao không thể nào lâm bình thản nhiên nói tôi đã là người trên cấp cao sắp tiếp cận tới mức siêu cấp rồi trừ khi người gác đêm phải đến là người trên cấp siêu cấp nếu không tôi hẳn là phải cảm nhận được ông cảm thấy người gác đêm sẽ phải người mức siêu cấp đến để bảo vệ giai kỳ hà lâm bình nhíu mày nói phía bên kia trầm mặc một hồi lâu sau đó mới thất lời tóm lại là không được dừng lại suy cho cùng cũng là sản nghiệp của người gác đêm lần này chúng ta lại cần người gác đêm giúp đỡ nữa chẳng qua là có cơ hội ông có thể thăm dò cậu ta xem sao biết rồi Lâm Bình thở ra một hơi, khóe miệng kéo lên một tia cười lạnh. Sau khi cúp điện thoại, ông ta lại gọi cho một số điện thoại khác, nói alo, Lão Kim, cho gọi mấy người đến đây. Bên kia điện thoại Lão Kim vui hớn hở nói, giới ngầm hay giới nổi. Giới nổi, Lâm Bình nói, cụ thể chuyện này đợi lát nữa tôi gửi qua cho ông. Audio điện tử võ tấn bền. Hết chương 400.